Các con có thấy bạn gấm này của cô có xinh đẹp không? Tác giả Nhật Thủy đã sáng tác bài thơ Ong và Bướm. Để biết thêm về bạn bướm trong bài thơ như thế nào, các con cùng lắng nghe cô đọc bài thơ Ong và Bướm nhé. Con bướm trắng lượn vươn hông, gặp con ong đang bay vội, bướm liền gọi rủ đi chơi. Ông trả lời: tôi còn bận, việc chưa xong, đi chơi xong mẹ không thích. Các con vừa được nghe cô đọc bài thơ có tên là gì và do ai sáng tác? Chúng mình vừa được nghe cô đọc bài thơ Ong và Bướm. Không biết trong bài thơ Ong và Bướm, bạn nào chăm chỉ và bạn nào mải chơi? Vậy để biết bạn nào chăm chỉ và bạn nào mải chơi, các con cùng đến với vườn hoa cùng cô để xem bạn ong hay bạn bướm, bạn nào mải chơi và bạn nào chăm chỉ nhé. Con bướm trắng lượn vươn hông, gặp con ong đang bay vội, bướm liền gọi rủ đi chơi. Ong trả lời: tôi còn bận, việc chưa xong, đi chơi xong mẹ không thích. Các con vừa được nghe cô đọc bài thơ Ong và Bướm. Vậy ở trong bài thơ có những nhân vật nào? Bạn nào giỏi cho cô biết bạn bướm đã gặp ai và bạn ong đang làm gì? Con bướm trắng lượn vươn hông, gặp con ong đang bay vội. Vậy bạn bướm rủ bạn ong đi đâu và bạn ong trả lời như thế nào? Bướm liền gọi rủ đi chơi. Ong trả lời: tôi còn bận. Vậy bạn ong có đi chơi cùng bạn bướm không? Vì sao nhỉ các con? Và mẹ bạn ong dặn bạn ong điều gì? Mẹ tôi dặn việc chưa xong, đi chơi xong mẹ không thích. Vậy qua bài thơ Ong và Bướm, các con thích nhân vật nào hơn và vì sao? À đúng rồi đấy, qua bài thơ các con thấy bạn ong rất là nghe lời mẹ đúng không nào? Vậy chúng mình ở nhà cũng phải lắng nghe ông nghe lời bố mẹ, ông bà, không được tự ý đi chơi không khi không có sự cho phép của người lớn nhé. Bây giờ cô và chúng mình cùng đọc lại bài thơ Ong và Bướm nhé. Con bướm trắng lượn vươn hông, gặp con ong đang bay vội, bướm liền gọi rủ đi chơi. Ong trả lời: tôi còn bận, việc chưa xong, đi chơi xong mẹ không thích. Vừa rồi các con đọc bài thơ rất là hay và rất là giỏi. Cô thưởng cho lớp mình một tràng pháo tay. Hôm nay cô thấy lớp mình học rất là giỏi này và rất là ngoan. Cô thưởng cho lớp mình một bài hát có tên là Chị Ong Nâu và Em Bé. Chúng mình cùng lắng